Mọi người, và bây giờ này tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người là cách đưa một cái sản phẩm từ một cái phần mềm khác vào Mastercam để mình gia công ha. Thì bạn chú ý này, nếu mà cái sản phẩm này mình vẽ trên Mastercam thì cũng được ha, nhưng mà nó sẽ mất thời gian rất là nhiều. Vì vậy thì mình thiết kế trên một cái phần mềm nào đó. Ngoài ra bạn không không cần thiết kế trên SolidWorks nữa. Ví dụ như bạn thiết kế trên NX này, Creo này, CATIA, Inventor các kiểu, mọi phần mềm khác bạn thiết kế. Thì sau đó bạn thực hiện cho mình cái bước này, bạn vào File, vào Save as cho mình, được chưa? Đây bạn dẫn đến cái đường lưu của mình này, ví dụ như lưu ra desktop chẳng hạn, được chưa? Và bạn chọn cho mình đó chính là file step 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 này, được chưa? Bạn đặt tên cho nó. Đây bạn cho mình đó chính là step AP203 ha, được chưa? Đây bạn đặt tên cho nó này, chọn đường dẫn, nhấn OK này, được chưa? Thì nó tự động là chuyển cho bạn cái file này dưới dạng là file step. Sau khi bạn ấy xong thì bạn có thể tắt phần mềm thiết kế của mình đi. Đây, đây chính là cái file mình cần gia công, được chưa? OK, bây giờ mình bật Mastercam lên, được chưa? Rồi đây chính là cái giao diện làm việc của mình, được chưa? Thì các bạn chú ý đầu tiên thì các bạn kiểm tra xem nó ở đơn vị là metric chưa nhá. Bạn nào mà chưa phải đơn vị metric mà nó đơn vị inch thì các bạn phải vào file này, được chưa? Bật vào configure này, được chưa? Vậy bạn vào phần là đây, bạn để ý cho mình này, nó có hai đơn vị chính là hệ metric và hệ inch, bạn chú ý này. Ở phần start and sheet này nữa này, được chưa? OK chưa? Đấy, nó có hai đơn vị nhá, inch và metric. Thì bạn chú ý là bạn cần sử dụng cái nào thì bạn sử dụng cho nó cái đơn vị cho đúng ha. Ví dụ như bạn làm ở nước ngoài thì thường là hệ inch, còn Việt Nam với lại mấy cái tiêu chuẩn này thì thường là metric ha. OK, ngoài ra bạn có thể đổi màu nền các kiểu ha, trong phần là background này đổi màu nền, được chưa? Đó là cái cách cơ bản nhất. Đây là mình không lưu, được chưa? Rồi bây giờ sau khi mà bạn đã, rồi đây bạn chú ý là bạn vào view này, bạn tích cho mình đó cái là các cái mục, thứ nhất là toolpath này, solid, plane này, level, được chưa? Ba cái này rất là quan trọng, được chưa? Toolpath là những cái gì, ví dụ như thông số máy này, các cái chu trình gia công của bạn nó sẽ hiển thị trong này, được chưa? Ngoài ra bạn có thể mô phỏng các kiểu đó, tất cả các thứ nó làm trong này. Solid là gì? Đây, nó làm trong thẻ tab dưới này, toolpath, solid, plane. Đây bạn bật cái nào thì nó hiển thị cái đó, được chưa? Ngoài ra bạn có thể show cái axit này lên, được chưa? Đây, toolpath này, solid là cái sản phẩm mình chưa đưa vào này, plane là mặt phẳng gia công này, level là tạo các cái level ẩn hiện các cái đường nét, được chưa? Và bây giờ mình sẽ đưa sản phẩm vào bằng cách bật vào file, bật vào open, được chưa? Bật vào computer browse, được chưa? File open computer browse, được chưa? Dẫn đến cái từ đường dẫn của mình, được chưa? Đây là dẫn ra desktop này, được chưa? Thì ở đây nó đang trắng tại vì là nó đang cái thư mục đó chính là gì? Chỉ hiển thị những cái file dưới dạng là đuôi MC, là đuôi Mastercam đó. Thì đây là số xuống bạn cho mình là old file, được chưa? Thì nó hiển thị tất cả các cái thư mục trong này. Thì đây bạn chọn những sản phẩm của mình, được chưa? Đấy, OK. Đấy, thì nó tự động đưa sản phẩm vào cho bạn. Nhưng một cái việc quan trọng nhất đó chính là gì? Sau khi mà bạn đưa sản phẩm vào thì đây bạn phải đưa về cái hệ tọa độ gia công, được chưa? Hệ tọa độ này là hệ tọa độ của sản phẩm nhá, à đệ tọa độ gia công lại đây. Nhưng bây giờ sản phẩm của mình nó đang bị gì, mình đưa vào nó không đúng, thì bạn phải là di chuyển cái sản phẩm này về hệ tọa độ gia công, được chưa? Đấy, đó là một bước rất là quan trọng nhé. Bước này rất là quan trọng, bạn nào không làm được thì sẽ không thế nào mà gia công cho nó hoàn chỉnh mà nó đúng được, được chưa? Bước này rất là quan trọng nhé. Sau khi đưa sản phẩm vào thì các bạn phải đưa về hệ tọa độ gia công. Thì đưa như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, được chưa? Đây, đưa lên mặt trên này, đúng là chính là nó nằm ngang với mặt này, được chưa? Rồi là mặt top, mặt fan, mặt top, được chưa? Nó phải đưa về trùng với các mặt fan top right của hệ tọa độ gia công. Thì đưa như thế nào thì bạn vào thẻ transform, được chưa? Transform, được chưa? Bạn chọn cho mình đó chính là move to origin, đưa cái sản phẩm của mình vào move về hệ tọa độ gia công. Đây bạn chọn vào move to origin này, được chưa? Thì ở đây bạn rê chuột vào thì nó tự động bắt cho bạn là cái điểm tâm của cái đường tròn này. Thì ở đây nó bản chất cái viền này là viền tròn mà, thì bạn rê chuột vào thấy không, thì nó hiển thị cho bạn đường tâm, thì bạn chỉ cần kích vào cái đường tâm đó là được. Bạn phóng chuột to lên, được chưa? Bạn rê vào cái đường tâm này đây, thấy không? Thì nó tự động là đưa về cái hệ tọa độ gia công cho bạn, được chưa? Rất là nhanh đúng không? Đấy bạn để ý này, đấy mình phóng cho nó lại chí này, thấy không? Nó tự động đưa về hệ tọa độ gia công cho bạn, được chưa? Có nghĩa là nó tự động bắt điểm cho bạn nhé. Thường thì những nó bắt ví dụ như là gì, những điểm bắt điểm chính, ví dụ như trong trường hợp nếu mà bạn không tạo được thì bạn tạo cho nó cái đường line nhé. Bạn vào white name này, đưa về mặt top này, được chưa? Bạn vẽ cho nó cái đường line này, được chưa? Cái đường line như sản phẩm này thì mình không nên, được chưa? Nếu mà mặt trên này nó phẳng thì bạn vẽ cho nó đường line rồi bạn bắt điểm cũng được. Thì cái đó tùy trường hợp của bạn ha. Có rất là nhiều cách, có thể là bạn vào white name bạn tạo cho nó cái đường line ảo này, rồi sau đó bạn bắt điểm cho nó cũng được ha. Thì đối với lại line này thì nó bắt ba điểm chính là điểm đầu, điểm cuối và điểm chính giữa. Nó còn cái
viên tròn này, tại vì là đường tròn rồi thì nó tự động bắt là gì, bạn rê chuột vào cái cung này thì nó tự động bắt là tâm của cái cung này, được chưa? Thì tâm của cung này đó chính là tâm của hệ trục tọa độ gia công của mình luôn, đây chính là sản phẩm của mình. Đây, các bạn chú ý nhé. Đây thì mình đặt lên máy như thế này thì nó sẽ gia công cho bạn ha, chú ý nhé, bước này rất rất là quan trọng, chú ý cho mình, được chưa? Đưa về tọa độ gia công như thế này. Ok, sau khi mà đưa về tọa độ gia công rồi thì các bạn đi thiết lập máy, thiết lập phôi thôi, được chưa? Đó, đây là một cái bước rất là quan trọng. Bước đầu tiên là đưa sản phẩm vào và đưa về gia công, được chưa? Bây giờ mình sẽ đưa vào máy vào này. Thì bạn vào thẻ là machine, được chưa? Machine này. Bạn chọn là ở đây có máy là gì? Máy phay này, máy tiện này, máy vừa máy phay vừa máy tiện này, à, kết hợp cả hai này. Rồi là máy cắt dây này, được chưa? Router là về về là cái là điêu khắc này, được chưa? Đó là năm cái chính. Thì đây là mình đang sử dụng là máy phay, được chưa? Máy phay. Thì máy phay thì mình sử dụng nó là cụ thể là trên máy phay 30. Thì ở đây bạn sổ xuống. Thì bạn nào mà đây bạn sổ xuống này. Thì ở đây nếu mà bạn chọn default thì nó sẽ tự động là máy phay máy máy phay 30. Còn ở đây bạn có thể vào manager list này, bạn quản thay quản lý này. Trong này có rất là nhiều kiểu máy và rất là nhiều hệ điều hành nhá. Bạn kéo này, thấy không? Rất là nhiều kiểu máy luôn. Rồi, rất là nhiều, được chưa? Ngoài là các hệ điều hành ví dụ như là Okuma này, Fanuc này, Siemens này, thấy không? Mazak vân vân, rất là nhiều. Thì đây thì bạn có thể bạn cần lấy cái máy nào ra cái bảng list này thì bạn chỉ cần chọn nó thôi. Ví dụ như bây giờ mình muốn lấy cho nó máy 40 này chẳng hạn. Được chưa? 40 thì bạn cho là add này, chọn vào thôi ha, chọn vào và để ý cái danh sách bên này. Những danh sách bên này thì là nó có rồi, còn bạn nào mà đây ví dụ như bây giờ mình remove thì nó tự động là mất ha, có nghĩa là trong trường hợp này bây giờ nó chỉ còn là một mình máy default trong này thôi. Bây giờ bạn muốn lấy ra, ví dụ như bây giờ mình muốn lấy là máy phay 30 acid HM này chẳng hạn, bạn chọn là add, được chưa? Add thì nó xuất hiện trên này, được chưa? Bây giờ ví dụ lấy thêm cái máy 40, bạn đang là add, được chưa? Bạn nhấn ok này. Đấy, rất là nhanh. Đấy, chờ một chút cho nó load thì bây giờ bạn sổ xuống thì nó cho bạn thêm hai máy, thứ nhất là máy phay 30 và máy phay 40, được chưa? Thì ở đây là bạn cứ vào manager list này, ví dụ như bây giờ mình không muốn cho nó xuất hiện nữa thì bạn chọn là chọn vào cái máy đó và bạn remove, được chưa? Bạn tích ok. Đấy, thì trong trường hợp này danh sách nó chỉ còn có một cái thôi, được chưa? Đấy, thì trường hợp này thì mình gia công trên máy phay 30 và cụ thể là mình sẽ sử dụng phương pháp đó chính là phay 2D, được chưa? 2D hay là 2.5D cũng được, tùy bạn ha. Ok chưa? Rồi, thì sản phẩm này mình sẽ hướng dẫn cho bạn một loạt như vậy ha. Thứ nhất là phay mặt này, rồi là đi thô này, đi tinh các kiểu ha. Đó, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, được chưa? Rồi thì đầu tiên thì các bạn vào chọn vào mưu cho mình ha, chọn cho mình đó chính là máy phay 30, được chưa? Chọn máy phay 30, bạn kích chuột trái vào. Thì lúc mà bạn kích chuột trái vào thì nó xuất hiện cho bạn một cái đó chính là toolpath, nó tự động nhảy cho bạn thêm một cái tab toolpath đúng không? Thì toolpath này nó cho bạn các cái kiểu file 2D, 3D, multi acid vân vân ha. Rồi, thì đầu tiên thì bạn để ý cho mình ở phần là toolpath thì nó cho bạn là machine group 1, được chưa? Đó chính là các cái thông số của máy đầu tiên, được chưa? Thông số máy đầu tiên. Thì ở đây trong phần property nó xuất hiện cho bạn là ba acid này, chưa? HMSC, được chưa? Ở đây bạn kích chuột trái vào file top setting hoặc là top setup đều được. Ở đây bạn kích chuột trái vào một trong ba cái này, kích trái vào. Thì nó xuất hiện cho bạn một cái hộp thoại như thế này. Đấy, thì nó đã nhận máy rồi nhá. Trong phần file này thì nó đặt cho bạn là machine group 1. Ngoài ra bạn có thể tạo cho nó nhiều máy khác nhau. Có nghĩa là trong một cái xưởng nguyên công của bạn, bạn có thể tạo cho nó nhiều cái máy giống như thế này. Ví dụ như bây giờ mình muốn là ba cái máy giống nhau thì bạn tạo nó là ba cái machine group 1 và các cái chu trình có thể khác nhau, được chưa? Các nguyên công có thể khác nhau. Đấy, thì rất là hay, đó chính là mỗi máy thì bạn xuất cho nó mỗi cái nguyên công riêng, được chưa? Rất là hay, được chưa? Rồi, trong phần machine toolpath copy này thì bạn có thể là thay thế nó, là bạn vào đây bạn chọn máy lại cũng được ha. Nó rất là hay. Có nghĩa là nó cho phép bạn thay thế, bạn chọn rồi nhưng mà bây giờ bạn vào đây bạn thay thế đều được. Được chưa? Đó thì tùy các bạn muốn thay đổi thì bạn vào trong này, được chưa? Kích vào thì bạn edit chỉnh sửa. Ngoài ra cũng có tool library, thông số giao này, các cái thông số của máy tất tần ở trong này ha. Ngoài ra cũng có đầu ra của nó này, đầu ra đó chính là đuôi NC, chính là những cái code code rất là quan trọng của mình, được chưa? Để mình dựa trên cái code này mình gia công đấy. Thì đối với thẻ file này thì các bạn không cần quan tâm ha, bạn quan tâm nhất cho mình đó chính là hai thẻ tool setting và stock setup. Đối với tool setting này đó chính là mình thiết lập các cái dụng cụ cắt của mình, được chưa? Thiết lập các dụng cụ cắt đấy. Thì đối mục là mục đầu tiên đó chính là default program number. Đối với mục này thì nó hiển thị cho bạn là số cái chương trình mặc định của bạn. Thì ở đây bạn có thể đặt cho nó một số chương trình mặc định nào đó tùy ha, cái này không quan trọng lắm. Tiếp tục đó chính là mục fix calculation này, đó chính là tính toán cái nguồn cấp dữ liệu của mình. Tức là dựa trên gì,
dựa trên con dao này, dựa trên vật liệu này, dựa trên là prom là má, default là máy này. Đây, ngoài ra dựa vào các cái thông số của máy, ví dụ như là tốc độ quay trục chính này, tốc độ lùi dao nhanh này, rồi tốc độ nhấn nào ăn vào vào này, đây, tùy ha. Thì đây bạn chọn cho mình là from tool được chưa? Ngoài ra bạn có thể tích cho mình ở phần là toolpath configure này, đó chính là gì? Đó chính là cấu hình các cái đường chạy của mình. Đối với chương trình đầu tiên này, nếu mà bạn tích vào thì nó sẽ gán cái công cụ theo một cái tuần tự ha, có nghĩa là nó gán tuần tự, ví dụ số 1, số 2, số 3 chưa tuần tự chứ nó không nhảy bậc ha. Ngoài ra bạn có thể tích vào cái mục thứ hai, đó chính là cảnh báo trùng dao được chưa. Có nghĩa ví dụ như bây giờ bạn chọn một con dao Enmil mà bạn chọn cho nó hai đường kính giống nhau thì nó tự động báo lỗi cho bạn được chưa, nó cảnh báo là trùng được chưa, bạn chú ý cho mình tích vào. Ngoài ra còn có là cái phần là Zootool ha, Speed Column, đấy chính là gì, bật các cái công cụ làm mát cho mình ha. Đây công cụ làm mát, ngoài ra có Shear Tool Library này, có nghĩa là gì, đây ở mục này thì có nghĩa là tìm kiếm cái thư viện ha, tìm kiếm cái thư viện công cụ nhập số khi mà nhập cái công cụ dao của mình nhé, tìm kiếm cái thư viện của mình nhé. Cái này thì bạn có hai mục này thì bạn không cần tích vào ha. Ngoài ra bạn có thể tích vào phần Advanced Option này ha. Ok, đó là những cái thông số cơ bản nhất trong phần tool setting, thì bạn chú ý cho mình tích vào mục from tool này, và bạn có thể tích vào cho mình ở phần Vendor Option này, đó chính là thứ nhất đó là Clearance, đó chính là cái mặt phẳng an toàn của mình, được chưa, rút ra cái chiều dao cài an toàn bao nhiêu, và là rạch tắc cũng như là lui dao ra cái khoảng an toàn là bao nhiêu, được chưa. Rồi thì bạn tích cho mình ba cái mục đầu tiên này và hai mục trên này, được chưa, cảnh báo trùng dao và xếp dao theo một cái thứ tự. Ngoài ra còn có phần là cái này, đó chính là cái phần xuất cốt ha. Xuất cốt thì ở đây bạn có thể đây cho nó là 10, có nghĩa là nó xuất phát từ 10 và bước nhảy của nó là 2. Bạn có hiểu chỗ này không? Ví dụ như bây giờ bạn xuất ra một cái chu trình đúng không, thì nó sẽ là N10 này, N12, 14, 16, 18, 20, 22 đó. Cái này là bước nhảy của nó, cái này là bắt đầu, được chưa? Cái này là bước nhảy, được chưa? Đó thì cái này là những cái cơ bản nhất thôi, được chưa? Rồi bạn có thể thiết lập cho nó đặt số thứ tự, nói chung là số cái dòng lệnh của bạn này không quan trọng ha. Số dòng lệnh và bước nhảy của cái dòng lệnh đó thì bạn không cần thiết. Ở đây bạn có thể đặt cho nó một cái nào đó thì không quan trọng. Tiếp tục nữa là material là vật liệu, bạn có thể chọn mà edit vật liệu con dao này, đó. Tùy các bạn ha. Đó là những cái phần trong phần là tool setting, là thiết lập về các thông số dụng cụ cắt của mình. Thứ nhất là bạn chọn from này, tích vào hai này, tích vào ba này, và ở đây thì bạn có thể thiết lập cho nó một cái thông số mặc định. Tiếp theo đó chính là phần stop setup, cái phần này rất là quan trọng mà chú ý cho mình, được chưa? Thì stop setup đối với cái này đó chính là mình sẽ gia công bắt đầu từ đâu, là mặt phẳng gia công. Đây thì ở đây mặt phẳng gia công thì bạn chú ý là bạn chọn cho mình là mặt tốt và ra fan dry left dry button ha, có nghĩa là mặt bạn gia công là mặt từ đâu, có nghĩa là nguyên công chu trình của bạn là xuất phát từ mặt nào, được chưa? Thì đây bạn sẽ thiết lập cho nó. Ok thì đây chú ý là mặt tốt, thì giờ kích phải mặt tốt, được chưa? Ở mục sáp này thì nó cho bạn các cái tùy chọn để mà tạo phôi. Thứ nhất là tạo phôi hộp này, rectangle này, cylinder khối trụ, trụ này thì dùng bên tiện, được chưa? Bên tiện. Còn solid đó chính là một cái phôi. Cái phôi này là phôi kiểu giống như là phôi đúc, phôi đúc mà người ta chỉ cần là đúc ra rồi nhưng mà người ta gia công lại cho nó chính xác, ví dụ như là đi tinh lại thôi, hiểu không? Là phôi đúc dạng solid này thường 90% là phôi đúc rồi. Có nghĩa là ví dụ như một cái sản phẩm gần đúng là người ta còn cái lượng dư ví dụ như là 0.5 hoặc là 1 gì đó người ta đi tinh lại thôi. Còn file đấy chính là mình đưa một cái sản phẩm vào, được chưa? Các bạn chú ý nhé. File này là cái này là mình đưa một cái phôi vào nhá, được phôi nhá, chú ý phôi chứ không phải là sản phẩm. Sản phẩm là mình đã đưa vào rồi. Còn file này là mình đưa vào này, bạn vào browse bạn dẫn đến cái thư mục là cái phôi của bạn. Nhưng mà chú ý cái trường hợp file này mình rất ít khi dùng này. Rất ít dùng nhá. Tại vì nếu mà mình thiết lập như vậy thì mình sẽ gắn nó phức tạp hơn rất là nhiều. Thì các bạn thường là chọn là rectangle này, cái khối hộp nó nhanh này. Thường thì 90% mình sử dụng hai phần, đó chính là rectangle và ba phần này này. Thứ nhất là gì, khối hộp dành cho phay, cylinder là phay tiện này, rồi solid là gì, khối ấy thì mình cũng ít dùng ha. Đây, solid thì cũng hay dùng này, nhưng mà thường thì sử dụng là rectangular này, từ một cái cục phôi mà mình phá ra, chưa phôi hình hộp mình phá ra sản phẩm như thế này. Tiếp tục đó chính là display, là các chế độ hiển thị, thứ nhất là wide name hoặc là chế độ khung dây hoặc là chế độ solid thôi, với cái này là phôi. Đây thì nên để chế độ wide name, chưa thì thiết lập tọa độ là x, y, z này theo các phương này. Ngoài ra bạn có thể chọn điểm xuất phát cho nó, ví dụ như là điểm bắt xuất phát từ đâu. Đây, được chưa? Thì đây thì bạn chọn cho mình đó chính là on bounding box đi ha, bounding box cho nó nhanh. Bạn quét sản phẩm này, kích phải bạn chọn là isometric, bạn quét sản phẩm này. Đấy. Rồi bạn chọn nó end selection, được chưa? Thì nó tự động là offset cho bạn một cái bảng như thế này. Bảng như thế này, được chưa?
và bạn chú ý cho mình các cái thông số trong này là được rồi. Thứ nhất là chiều cao này, chiều dài, chiều cao này. Đây, mình sẽ đưa cho nó ra đây một chút, hơi lát một chút thôi. Rồi được chưa? Bạn kéo cái này xuống. Thì bạn chú ý cho mình thứ nhất là chiều cao x này, y này, cái điểm xuất phát của nó. Ở đây nó cho bạn các cái điểm xuất phát này, thấy không? Các cái điểm nó giống như các cái điểm cực ấy, thấy không? Các điểm cực, điểm chính giữa, điểm cuối, điểm cực này, điểm chính giữa này, thấy không? Các điểm cực thì nó cho bạn là gì? À, 5 điểm trên, 5 điểm dưới và cái điểm này nữa là 11 điểm, là một cái hộp. Thì đây bạn chú ý cho mình nó xét theo phương x là gì? Tổng phương x của mình là 240 này, y này, x và y bằng nhau đúng không? Và chiều cao z. Ví dụ như bây giờ mình muốn offset cho nó lên một cái khoảng z là 2 ly nữa để mình đi tinh đi 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 phai mặt tinh mặt đầu. Đây mình được cho mình là 42. Được chưa? 42. Ngoài ra bạn có thể là gì? Tạo cái phôi này theo hai phương, nghĩa là mình bây giờ mình muốn là cho nó là dư ra một chút, ví dụ như 254. Được chưa? Thì cái nghĩa là cái phôi này dư ra để mình tinh đi tinh mặt phía bên này. Còn trong trường hợp mà nếu bạn không cần thiết thì bạn có thể để cho nó là 250. Chứ tùy các bạn thôi, tùy vào phôi và tùy vào cái hình trạng phôi nữa thì bạn cần độ chính xác như thế nào. Nếu mà được cần độ chính xác cao thì các bạn phải là offset nó ra một dư một chút, được chưa? Thì phôi mình mua thường là nó thể không thể nào là tinh các cái mặt này rồi được, được chưa? Tinh hoặc là người ta có thể là xử lý phôi trước rồi nhưng mà cái phôi này nó sẽ không thể đạt được cái độ chính xác như vậy được, được chưa? Thường thì mình gia công lại hoặc là bạn có thể để như vậy. Và chú ý là chiều cao z thì bạn tập cho mình thêm 2 ly để mà mình sẽ đi tinh cho nó ở bài học sau, được chưa? Mình sẽ hướng dẫn các bạn là đi tinh mặt đầu. Đó. Sau khi mà bạn tích xong rồi thì bạn nhấn OK thôi. Thì bạn chú ý cho mình cách tính nha, cách tính khác nhau đấy. Các cách tính khác nhau thì bạn chú ý cho mình, được chưa? Nếu mà bạn xét từ điểm này thì bạn nhập cho mình là 40, còn bạn xét từ điểm này thì bạn nhập cho mình là 2 thôi, được chưa? Rồi, thì ở đây bạn nhập cho mình xét từ đáy lên nhập cho mình là 42, tích OK. Rồi sau đó bạn tích OK, được chưa? Đây thì bạn có thể thay đổi cái điểm xuất phát của nó thì nó tự động cho offset lên cho bạn 2 ly này, được chưa? Nhấn OK. Đấy, được chưa? Đây chính là cái sản phẩm của mình sau khi mà mình thiết lập phôi và thiết lập máy. Đấy, thấy không? Thì bạn chú ý là mình sẽ để file này ở phần mô tả, các bạn mở lên và các bạn chú ý là gì? Thực hành như thế này, và học sau mình sẽ hướng dẫn các bạn đi tinh file mặt đầu ha, file thỏa mặt đấy. Và các cái chu trình để hoàn thiện cái sản phẩm như thế này. Đó. OK chưa? Còn bạn nào mà chưa crack hoặc là cài đặt được thì có thể liên hệ cho mình nhé. Đấy, đây này, các bạn chú ý nè. Lúc mà bạn thiết lập hệ trục tọa độ gia công á, x là luôn luôn là hướng ngang, y hướng dọc này, và z luôn luôn là cái hướng cao của nó. Đây như vậy mới đúng nhé. OK chưa? Đấy, đó là các cái bước căn bản nhất. Đó chính là mình đưa một cái sản phẩm vào này, mình phải đưa về hệ tọa độ gia công này. Thứ hai đó chính là mình thiết lập máy cho nó đúng này, thiết lập phôi cho nó đúng. Đó là những cái bước căn bản nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.